Em chào anh chị. Chào tất cả mọi người. Hôm nay là em tiếp tục quay video về cái cây đã từng rất là nổi tiếng, một thời rất là khủng khiếp ở Hà Nội vào những năm 2016. Đó chính là cây phi điệp cửu long Trường Hà. Đấy, cây này là gốc từ nhà vườn hoa lan, vườn lan Trường Hà đặt tên. Một trong những cây phi điệp rất là nổi tiếng và được rất là nhiều người biết đến. Cây cửu long này thì không có thân lá to hay là giá trị bằng những cái cây phi điệp cửu long Hòa Bình. Nhưng đây là một trong những cây rất là nổi tiếng và được nhiều người biết đến bởi vì thân lá rất to và hoa rất đẹp. Em vẫn có những cái ảnh rất to, rất đẹp của các chú từ ngày xưa, bởi vì giò này rất là khủng khiếp, rất to. Hôm nay em cũng quay video nó nhanh thôi, không là mất thời gian của các bác, để các bác xem video xong các bác còn xem những cái clip khác hoặc là còn công việc. Thì em giới thiệu về cái cây phi điệp cửu long Trường Hà để mọi người cùng ngắm. Đây là thân lá, thì em cũng nói sơ, vẫn như những video khác thì em vẫn nói sơ qua về thân lá, hoa, nguồn gốc, màu sắc, rồi thì cách nuôi trồng đơn giản thôi để mọi người hiểu sơ qua về nó và hiểu được cái giá trị của nó. Bây giờ là 12 giờ trưa tháng 6 thì em cũng nói sơ qua về thân lá một chút của cái cây phi điệp cửu long Trường Hà. Đây em sẽ quay lên phần thân lá. Đây là thân lá của cái cây phi điệp cửu long Trường Hà nhé các bác nhé. Đây là phi điệp, lá nó đây. Thân lá của nó thì nhìn là mặt trước này dễ này, bởi vì mặt này sẽ là mặt ăn nhiều nắng. Đây là một cái cây phi điệp thân lá khá là to, nhưng mà nó cũng rất là đơn giản thôi, nó không khó lắm để nhận biết nó. Cây phi điệp này thì nó có cái thân lá, thân là màu xanh tím và thân của nó thì thường ấy, thì đây em quay gần một chút này để mọi người cùng nhìn ấy. Mọi người cùng nhìn về cái thân của nó nhé. Đấy, đây là thân của nó. Bản thân của nó thì hơi rích rắc, thân hơi rích rắc, thân mầm là hơi rích rắc. Trên thân của nó thì có khá là nhiều chấm tím nhỏ, li ti. Đây các anh chị không biết có nhìn rõ không, bởi vì đây em quay bằng điện thoại có thể là nó không rõ lắm. Nhưng mà thân của nó là hơi có chấm nhé. Thân nó hơi có chấm tím. Cổ lá thưa. Đây em quay cái mặt này thì nó hơi khó, nhưng mà mặt này thì mọi người nhìn sẽ dễ hơn này. Mọi người nhìn cái lá, kiểu dáng lá của nó này, mọi người sẽ để ý thì là sẽ biết được tương đối về cái phần dáng lá. Và thân, thân nó đây hơi chấm này đúng không ạ? Thân nó hơi chấm tím nhá. Thân hơi chấm tím. Cổ lá vẫn có khắc tím như cây phi điệp tím bình thường. Đây là cây này là phun thuốc bệnh các bác nhá, nên là trong lá nó hơi có màu tí thôi, chứ còn lá phi điệp nó như nhau. Mầm hơi rích rắc này, thân hơi rích rắc. Lá dạng lá tre, lá dài khoảng từ 8 đến 10cm và rộng từ 2 đến 3cm tùy vào nuôi trồng, khi mà nuôi to hoặc nuôi nhỏ. Dáng lá của nó thì hơi bị răn ở đầu cánh này. Đây này, nó nhăn. Căng thì dài thì nó sẽ không có, nhưng mà mới non ấy, hoặc là non lên thì nó sẽ hơi có một tí ở đây. Hơi quăn đây này. Đấy, hơi quăn. Cây nào nó cũng thế. Không phải một mầm mà mầm nào nó cũng quăn như vậy. Đây này. Sóng lá nó không phẳng, nó không mịn. Nó hơi nhăn một chút. Đấy cái sóng lá. Còn cái mặt lá của nó thì đây, cổ lá, mặt lá của nó vẫn hơi có xước. Dọc nó sẽ là màu trắng. Và nó có gân như cây phi điệp bình thường thôi. Còn dáng lá, thân lá đây các anh chị có thể nhìn thấy. Khi anh chị đi mua cái cây của người ta ấy, thì cứ dáng lá này là chuẩn. Bởi vì em đang có cây ở đây và cây em đang có hoa thì chắc chắn là phải đúng, đúng không ạ? Thì như những cái dáng lá này thì là dáng lá của cây phi điệp cửu long Trường Hà. Đây là dáng lá cây này nữa. Hai cây này dáng lá giống nhau, nhưng chẳng qua cây bên này thì cây này nó to hơn, thì lá nó hơi võng hơn. Còn cây này nó còn bé mà. Đây anh chị có thể nhìn đấy.
một cây to một cây bé. Thì khi bản thân cái cây bé thì lá nó bao giờ nó sẽ cứng hơn những cái loại đoạn lá nhỏ đây, xuống dưới là càng càng phát hiện rõ hơn, càng dưới thì càng cứng, càng lên trên càng to càng mềm hơn. Dòng này thì đấy là về thân lá, còn đường kính và thân thì cây này thì thân thủ khá to, thân thủ rất là to đây, thân thủ rất to, thân của dòng này nó cũng rất to nhá. Thân của dòng này thì nó rơi vào khoảng từ 0,5 đến 2 cm, bởi vì cây này thân lá rất to nên là có những người là nuôi được phi 16, 17, 18 là có thể là 20, nhưng mà đấy là phụ thuộc vào là mình chăm sóc như thế nào thôi. Thì đấy phụ thuộc vào từng các bác chăm sóc. Ra hoa vào dịp tháng 6 hàng năm thường là như vậy, nếu như không sử dụng thuốc. Đây là nở bình thường, trạng thái nở tự nhiên đấy anh chị nhá, trạng thái nở tự nhiên. Ra hoa sẽ thường vào tháng 6. Và cái kiểu ra hoa của cái cây này thường thì sẽ khá là đều, khá đều nhá. Có nghĩa là thường một mắt này của nó thì nó sẽ ra đều chỉ một hoa thôi. Những cái cây ở trên đầu ngọn thì thường nó sẽ ra nhiều hơn, đó là chắc chắn. Nhưng mà thường thì nó ra khá đều, 1-1-1-1 cơ. Thân bên này 1-1 này, cây này nó là 1-1 nhá. Chẳng qua bông này bị vắt từ bên kia sang thôi, nhưng mà nó ra một cái hai. Nhưng có nghĩa là trường hợp của nó mà ra hai đều sẽ là rất ít. Như cây này thì là thường nó sẽ ra 1-1 1-1 với cái sóng như này, sóng hoa này là mọi người nhìn là mọi người tương đối nhận ra đúng không ạ? Sóng hoa của nó thường sẽ ra 1-1 hoặc là chia khá đều để nó không bị rối. Đây như cây này dù nó ra hai nhưng nó vẫn chia rất đều, nó không bị rối. Chia hoa cây này là không bị rối. Và hoa đây nở tự nhiên khá là căng. Và mọi người có thể cùng nhìn đấy. Bây giờ là buổi trưa nhưng cây này nó vẫn giữ form như này đến tối cơ. Bây giờ cây này là mới hé được hôm nay thì hôm qua bắt đầu hé, hôm nay thì tương đối căng, ngày mai là căng nhất. Nhưng mà đương nhiên là nếu mà để mà căng nhất thì vẫn là buổi sáng 8-9 giờ quay video vẫn là đẹp nhất. Nhưng mà giờ đấy thì em lại bận nên là em không quay được. Nhưng mà giờ này em quay là 12:30, gần 1 giờ rồi. Nhưng mà với bông như này thì cũng là một bông rất là đẹp, một bông phi điệp cửu long mà nhiều người biết đến, rất là đẹp. Nhưng mà về sau này ấy, thì là nhiều người ta biết tên đến cái cây này rồi thì thực ra thì người ta hay gọi là cánh bầu. Đấy. Đặc điểm của cái bông hoa này ấy, để mà mọi người dễ nghe và dễ nhớ nhận biết nó, đó chính là cái lưỡi nó to. Còn nếu bộ cánh thì nó nhỏ hơn, nó không giống với cái cửu long hòa bình đâu. Đây là cái bộ cánh nó chưa căng này, nó hơi cong cong này. Nhưng mà trông nhìn đập vào mắt thì là cái lưỡi nó to. So với bộ cánh thì cái này là cái lưỡi rất to, đúng không ạ? Cái lưỡi rất to và nhìn một cái là gần như là có thể rất là dễ dàng để nhận ra. Và hai cái mắt của nó cũng rất to và nó màu tím đậm. Thì đấy là về cái cây phi điệp cửu long Trường Hà. Đây là mọi người, em quay cả chùm để mọi người cùng nhìn nhé. Mọi người cùng nhìn để mọi người cùng nhận xét về em ấy, xem là em ấy đẹp đến đâu thì mời các bác là cùng nhận xét. Chứ còn thì nhiều khi là giá trị của nó thì có thể là sẽ là nhiều hơn hay ít hơn hay như nào đấy thì em cũng không dám nói, không dám biết được như nào cả. Bởi vì mỗi người người ta chơi một sở thích, có người người ta thích đột biến, người thích tím đấy đúng không ạ? Cái này nó đang nở, nó vẫn là một trong những cây phi điệp cửu long mà em, một trong những bông phi điệp chứ không phải là những cây phi điệp cửu long, mà là một trong những cây phi điệp rất đẹp. Bởi vì so với nó để mà đi sưu tầm được những cái cây phi điệp đẹp này thì rất là khó. Mọi người mua những cái hàng miền trong thì gần như là không có đâu, chỉ hàng miền Bắc mới có thôi. Hàng miền trong Nam thì không có những cái cây nó đẹp như này đâu. Cánh bầu vai ngang thân to mà như ngón tay này là không có. Bởi vì những cái cây hàng miền trong ấy thường thân lá nó nhỏ, còn hàng miền Bắc thì thân lá to hơn. Thì còn về cách trồng ấy, cách trồng của cây này nhá, thì các bác cũng biết rằng là phi điệp thì cây nào nó cũng giống cây nào cả, cách trồng của nó thì như nhau. Nhưng mà cái là khi các bác chăm thì các bác để ý về cái chế độ mà mình tưới nước thôi. Quan trọng là cái chế độ tưới nước và cho ăn phân, cho ăn phân hoặc tưới nước vừa đủ thì cây nó sẽ tự nhiên nó phát triển tốt thôi. Không nhất thiết cứ phải là cho ăn loại phân nọ phân kia hay như nào đâu. Đây thì là em quay các góc của cái cây phi điệp cửu long Trường Hà nhá. Và thân lá em nói khá là kỹ rồi. Đây là cái kỳ của nó này.
các bác nhìn ấy thì các bác lựa và đi mua được những cây mà các bác thực sự là thích, để mình mua được chuẩn cây, đúng cái cây mà mình yêu thích, thì khi nở hoa nó sẽ không tốn công và thời gian để các bác chăm sóc. Bởi khi các bác chăm sóc đã tốt rồi, cây to phát triển tốt mà tự nhiên nở hoa không đúng, đương nhiên là sẽ rất không là vui, đúng không ạ? Bản thân em thế thôi, khi em mua cây của người ta mà không đúng thì em cũng sẽ rất là buồn. Không phải là vì giá trị kinh tế đâu, mà vì là cái công chăm sóc của mình quá lớn ấy. Công chăm sóc nó quá lớn thì là tự nhiên là mình sẽ tiếc cái công chăm sóc mà cây nó không đúng. Hoặc là mình chăm một thằng con hàng xóm, mình đẻ con nhà mình thì mình chăm thì đương nhiên là mình phải chăm cẩn thận, đúng không ạ? Nhưng mà con nhà hàng xóm thì đương nhiên là câu chuyện khác hoàn toàn, đúng không các bác? Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhé, và hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau. Thì em sẽ quay về nhiều thể loại và nhiều thể trạng để mọi người cùng ngắm, và cái cách trồng và các sử dụng phân thuốc em sẽ quay hết để mọi người cùng ngắm về hoa lan. Năm nay thì em sẽ làm về mảng hoa lan rất là, em sẽ cố gắng để làm hết về mảng hoa lan, còn mảng cây thì sang năm em sẽ làm. Sang năm em sẽ xây dựng mảng cây, còn năm nay em sẽ chỉ xây dựng được mảng về hoa lan thôi, các loại hoa lan. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo.